Em chào mọi người nhé. Hôm nay em sẽ lên cái hàng hồ điệp hoa đại. Còn một ít nên em thanh lý nốt, giá rẻ là 30.000 nhá. Cây này thì trồng trong cái bầu to nhất. Bộ lá, bộ rễ đều rất là khỏe. Đây, bộ rễ bên trong này nhìn khỏe cực kỳ luôn. Lá to đẹp. Đó, nó chỉ bị xước sát một xíu này. Đấy, do vận chuyển thôi. Còn không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của cây hết. Hàng này là hàng nhiều màu nhá. Đây, cây rất là to. Đó, hoa đại nó là kiểu hoa như thế này này. Đây, bông to như bàn tay, có nhiều màu nhá. Đây, cây này nở từ Tết nhưng mà bây giờ nhìn hoa nó vẫn khá là lịch sự, hoa nó bền cực kỳ luôn. Còn hàng này thì về mọi người chăm đến Tết nó sẽ cho hoa lại. Đấy, năm vừa rồi nó cho hoa rồi. Cây cực kỳ khỏe, trồng tự nhiên và có nhiều màu. Màu thì mọi người nhắn qua Zalo cho em nhé, em sẽ gửi màu cho các bác chọn. Đây, cây nào cây đấy đều lá rất là to đẹp này. Chúng ta nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Đó, chất lượng cây thì không phải nghĩ, cây rất là khỏe. Bộ rễ em cầm cây nào nên nhìn rất là thích, về trồng sang chậu to thì nhìn đẹp cực kỳ luôn nhé. 30.000 một cây, tiền ship toàn quốc là 35.000. Đấy, mua bao nhiêu cây tiền ship cũng là 35.000 cho em. Đấy, nó chỉ bị xước sát một xíu nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì hết. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106 nhé, gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo cho em cũng được. Và mọi người nhắn rõ là mua cái loại 30.000 nhé. 30.000 cây đại, hàng cắt ngồng. Đấy, cây này là loại to nhất rồi, siêu to. Em chào các bác nhé.